Con đeo khẩu trang làm gì đấy? Ôi đeo khẩu trang vào à? Giỏi lắm cơ. Ôi giỏi ơi, tự đeo này. Hồi xưa á, ghét khẩu trang kinh khủng khiếp luôn. Rồi tí nữa bố đeo cho nhá. Tí nữa nhá. Ok. Rồi, xin chào tất cả các tình yêu. Ngày hôm nay thì gia đình của chúng ta, ngày hôm nay thì các bạn đều biết rồi, ngày hôm nay là ngày 23 tháng Chạp. Và hôm nay gia đình của CJ đã theo cái văn hóa của Việt Nam là chúng ta sẽ cúng này rồi đó chính là tất cả những gì liên quan đến ông công ông táo. Và hôm nay chúng ta đã chuẩn bị mấy bạn này, đây là những cái con cá mà táo con sẽ cưỡi lên trâu đó. Thực ra là CJ không hiểu cái văn hóa này 100%, nhưng mà theo những gì mà CJ đã được học hỏi thì đây là những cái mà nó sẽ xảy ra, tức là táo con này sẽ cựa vàng này, cựa cá vàng này xong rồi lên trầu để làm gì không biết nữa. Thôi được rồi, và ngày hôm nay bây giờ CJ với cả Upi, hôm nay Upi đang hơi bận một chút cho nên là Upi sẽ không đi được. Hôm nay CJ với cả Upi sẽ cùng nhau đi thả cá nhá. Upi ơi, are you ready? You ready? Yes. Dạ, con đeo khẩu trang vào đi con. Đi đeo khẩu trang vào đi con. Go put on your mask. Go put on your mask. There. This one. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đeo khẩu trang và chúng ta sẽ lên đường nha. Put on your mask, baby. Let's go. Rồi, lên thôi. Rồi, lắm. Rồi. Ok, bây giờ chúng ta sẽ lên đường và mình sẽ lên xe. Tất cả mọi người đều phải đeo khẩu trang vào. Upi ơi, đeo khẩu trang vào chưa? Rồi lắm cơ. Đây là Upi ở đây đang đông quá cho nên là Upi đang ngại. Yeah. Ok, và ngay bây giờ gần 12 giờ trưa rồi cho nên là bây giờ chúng ta phải bắt đầu thả cá và bây giờ sẽ xem. Thực sự là đây là lần đầu tiên mà CJ làm cái chuyện này. CJ không biết là thực sự là cái văn hóa này nó như thế nào. Nhưng mà CJ làm cho nhà mình thay mặt Upi với cả nhà mình luôn. Ok, Upi ơi. Nào, đúng rồi. Ơi. Lần đầu tiên nha. Một đầu thôi. Con tự bơi ra là được. Mang lên. Wow. Upi, how do you feel? Happy. Yeah, it's gone. What? It's gone. You want to say hello to the fish? I say hello. It's gone. Okay. CJ rất là vui khi mình được tham gia cái văn hóa như thế này và CJ mong là những gì mà mình đã cầu nguyện nó sẽ trở thành hiện thực và mong là các cụ sẽ
tạo điều kiện cho anh Hào xin đây. Và bây giờ chúng ta sẽ về. Cảm ơn các bạn đã yêu tâm mến đã theo dõi video ngày hôm nay. Các bạn hãy nhớ đi thả cá đường thả liên ông vào táo cua ông táo gì đừng để táo quân mang sắt lên trời nhé các bạn. Các bạn muốn biết thêm thông tin về cái này thì các bạn hãy xem video mà trưa nay vừa cho ra, và các bạn sẽ biết là túi ni lông, sử dụng túi ni lông nó không phải là một điều tốt đẹp. Các bạn phải bảo vệ môi trường, các bạn có thể sử dụng một cái chậu như thế này chứ thay vì túi ni lông thì các bạn sử dụng một cái chậu như thế này, thì như thế thì mình sẽ chung tay bảo vệ môi trường. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.